đã làm việc thiện việc lành, hãy nên tiếp tục thực hành hăng say. Hãy vui với việc lành này, tâm hay làm thiện, có ngày hưởng vui. Thế Tôn đã dạy câu trên tại Kỳ Viên, liên quan đến tiền nữ là già. Câu chuyện bắt đầu ở Vương Xá, khi Tôn giả Đại Ca Diếp ngụ ở hang tiêu, ngài nhập định 7 ngày rồi xuất định, quan sát bằng thiền nhãn những nơi sắp đi khất thực. Ngài trông thấy một phụ nữ trên cánh đồng đang rang những bông hoa lúa vừa gom được. Biết người này có niềm tin sẽ giúp đỡ ngài và sẽ được nhiều phước báo, ngài đáp y ôm bát đến đứng gần ruộng lúa. Người phụ nữ đó tên là Là Già, thấy ngài phát tín tâm hoan hỉ, đi lấy gạo rang chút vào bình bát, xong đảnh lễ ngài và ước nguyện: bạch Tôn giả, xin cho con được tham dự vào giáo phái ngài đã thấy. Trưởng lão hứa khả, tín nữ Là Già chào ngài và trở về. Nhưng khi tín nữ bước trên đường dọc theo ruộng lúa thì có một con rắn độc, nó bò ra và cắn bà, và bà qua đời. Bà tái sinh lên cõi trời, trở thành tiên nữ, nhưng vẫn mong muốn được phục vụ trưởng lão Tôn giả Đại Ca Diếp để được cứu độ chắc chắn. Sáng sớm bà đến phòng trưởng lão, quét dọn sạch sẽ rồi đi lấy nước uống. Nhiều ngày như vậy, một hôm trưởng lão nhìn qua lỗ khóa, khi nghe tiếng quét, thấy thân sáng chói của bà, ngạc nhiên hỏi: ai đang quét đó? Bà đáp: chính con đây, Tôn giả, nữ cư sĩ của ngài, thiên nữ Là Già. Và kể lại mọi sự, Tôn giả không bằng lòng, kiên quyết bảo bà rời đi. Ngài nói: thiên nữ hãy đi ngay, e rằng về sau các pháp sư sẽ có lý do để nói có một thiên nữ đến hầu hạ và lấy nước cho trưởng lão Đại Ca Diếp. Thiên nữ không dám ở lại, bay lên không, vòng tay cất tiếng: Tôn giả, đừng hủy bỏ thành quả của con, hãy để con được cứu độ, rồi đứng giữa trời than khóc. Thế Tôn ngồi ở Kỳ Viên nghe được, liền phóng quang ảnh đến trước mặt thiên nữ bảo: thiên nữ, Đại Ca Diếp, đệ tử ta quả có bổn phận phải tự chế, nhưng ai muốn tạo công đức phải quyết tâm xem đó là việc cần thiết, và thừa nhận tạo công đức là bổn phận duy nhất của mình. Thật vậy, đời này và đời sau chỉ có việc thiện mới đem đến hạnh phúc. Nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện được an lạc.